Rồi ví dụ như là chúng ta vẽ một cái cửa sổ rộng là bằng 600 nè. Là K bằng 1,2. À, thì cái kích thước nó như vậy. Thì kích thước này một cánh, cửa sổ này một cánh. Thì sau đó là chúng ta offset nó vô tạo cái khung cửa ha. Khung cửa này thì chúng ta rộng vô khoảng 80 thôi. 80 nhiều quá, khoảng 50 thôi. Khoảng 50. Ha. Rồi sau đó cái này là chúng ta mới push and pull đẩy cái này nè. Đẩy phía sau. À, đẩy phía sau cũng cỡ là 50 thôi. Đó, 50 như thế này. À, khung cửa. Rồi, thì còn cái bề mặt này á, thì chúng ta gắn cái chất liệu kính vô là được. Kính vô cái nút mà paint package là kính, chúng ta chọn vật liệu là glass and mirror nha, chúng ta gắn chất liệu kính vô. Đó thì đây là một cái cửa sổ đơn giản nhất, như khung cửa. Nha. Rồi, hoặc là ai mà kỹ hơn nữa đó thì chúng ta vẽ cái mặt phẳng bên trong á, cái tiết diện bên trong. Cái khung này đúng không? Chúng ta có cái này. Xong đó chúng ta tính vào cái phần ở giữa này nè, chúng ta vẽ một cái line nối trung điểm này nè, rồi qua trung điểm này. À, tạo cái màn cái một cái màn ở đây đó, được cái màn đây chúng ta mới gắn chất liệu một kính vào đây thì nhìn nó hợp lý hơn ha, cái kính ở giữa đây. Ai kỹ nữa mình có thể offset ra xung quanh hai bên rồi mình gắn vào mặt kính cả hai hai mặt luôn thì nó sẽ được chính xác hơn nữa. Một cái nét này chúng ta offset ra hai bên mà cũng không cần thiết đâu, như vậy là xong. Đây là một cái cửa sổ như vậy rồi. Hay là cửa sổ thứ hai là ví dụ như là bề rộng là mét mốt, bề rộng mét mốt cao mét hai. Chúng ta canh ngay đây ha, rộng là mét mốt nè, cao mét hai. Rồi thì tương tự như vậy, cái này xong chúng ta cũng offset nó vô. Offset nó vô thì chúng ta có thể là đây, khung này cỡ là 50 thôi. Rồi mình offset ra bên ngoài là 50 là cái khung cửa. Sau đó cái phần bên trong này nè, chúng ta mới tiến hành mình mới chia đồ nó ra, chia đồ ra là cái khung bên trong. Thì cái bề mặt bên trong này chúng ta cũng push and pull luôn, đẩy này luôn cho nó dày luôn. Chúng ta vẽ cái line nối lại cái này này, tạo lại. Rồi sau đó bên trong này nè chúng ta mới vẽ cái line chia đôi nó ra, line chia đôi ở đây ha. Xong đó cái phần trong này nè chúng ta offset vào bên trong là khoảng 50 nữa ha. Phần nhỏ hơn này là gầm tầm có thể là bằng 40, nhỏ hơn một tí này 40. Rồi sau đó chúng ta push and pull đẩy cái khối này ra này, đẩy cái khối này ra ví dụ thêm 30 à, này 30 đụng đụng này luôn, cái này đi ra ngoài một chút xíu. Đó, mà chúng ta làm cái thành cái cửa sổ như này. Sau đó ở đây chúng ta có thể là gắn chất liệu kính vô luôn cũng được, còn không là tạo cái face bên trong như vậy cũng được, gắn này vô. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có được cái cửa sổ cả hai cánh. Ok, xin mời lúc mình làm cho thầy cái hai cửa sổ này đi, một cánh làm hai cánh này. Chỉ là có cái khung cửa nha, ở trong này nè. Còn ai kỹ hơn nữa thì mình có thể làm ngắn hơn, ví dụ này thụt vô một chút xíu.
cho nó ngắn hơn tí xíu nữa nhìn hợp lý hơn. Rồi mình xóa cái nét này đi. Đó thì làm cái cửa thế này cũng được nha. Rồi, ok, xin mỗi lúc mình làm thì hai cái cửa sổ này. Kính thì có thể ngoài cái kính này ra có thể gán cái chất liệu kính khác cũng được. Kính khác cũng được, cái nhiều là kính lắm. Kính xanh này nó dễ làm hơn. Rồi ok, rồi xin mời lúc mình làm thầy cái cửa sổ này, hai cửa sổ này ha, thầy lưu phim lại.